Trước Tết á mình có làm công nghệ nhưng giảm ốm á thì hôm nay á thật là tuyệt vời luôn. Mình xong cái Tết á hả, mình không có phải mình ăn kiêng mà mình cũng không có phải gì hết. Đặc biệt là mình mặc áo dài mình đẹp. Chị cũng giảm được nhiều á, bao nhiêu ký chị? Mình có giảm có khoảng 10 kg đó, sợ tăng cân thôi. Mà có tăng không sao thế? Không luôn Hay mày vậy, ơi. bánh chưng Bởi vì giòn giờ mình mới quay lại, mình muốn làm tiếp dịch vụ nè. Mai coi xem tư vấn cho mình coi là duy trì được cái gì để mình làm Nhưng tiếp. mà bây giờ thì Mai thấy cũng hơi còn gọi là đẹp rồi, mũm mĩm tí tí thôi. Nhưng mà nếu mà chị muốn cho nó gọn gọn thon thả một chút á, thì mình làm thêm liệu trình Trời nữa. ơi, muốn cái eo giống như Mai vậy đó. Rồi vậy bây giờ mình làm thêm liệu trình nữa nha. Thì chị làm rồi chị thấy rồi đó. Thường như là ở đây á, đầu tiên thì sẽ làm cho chị là làm lạnh trước. Mà lạnh như thấy nó cũng dễ chịu mà. Mà mặc dù là âm tới 10 độ C, chị làm lạnh xong rồi bắt đầu mới làm nóng. Làm nóng thì mình kết hợp với công nghệ radiofrequency với lại xung từ trường BMS. Rồi ăn á, thì sáng sớm á, là chị uống cho Mai giúp nước ép nè, khoai lang luộc nè, rồi bơ, trái bơ, chị cắt nó ra, cà rốt hấp lên, đại khái là những cái thứ mà củ cải, rau vậy đó, chị cắt hạt lựu lên xong rồi xoài đó, chị xay thành nước như sốt vậy đó, xong chị rưới lên chị ăn, nó vừa ngon miệng mà nó vừa tốt cho sức khỏe đó, chị ăn y như là Mai đã chia sẻ với chị rồi. Bớt tinh bột lại cho Mai, bớt chiên đồ chiên xào lại, bớt đường lại, họ còn lại là ăn thoải mái. Mai phải chúc mừng chị là sao? Trước Tết chị đã giảm được rồi mà qua cái vụ mấy ngày Tết mà chị không lên thì nó xuất sắc. Bây giờ cố gắng thêm lần nữa cho chồng em nhỏ nhỏ rồi chị em mình chụp hình với nhau chơi nhé. Ok Mai, cảm ơn anh Rồi, nhiều. cảm ơn chị.